cái vấn đề mình lấy cái mũ á, mấy em học chính yếu á là mình quan tâm tới những khối u, và khối u là ác tính, còn những khối u là lớn thì nó cũng không gây hại, thì nhiều khi mình dự đoán không ra đó, không có bị quá quan trọng với sức khỏe, nhưng mà những khối u mà như là ác mà mình bỏ sót thì mình rất là khổ mình rồi. À, trước khi nói tiếp thì anh hướng dẫn về cái bài tiếng giá của tiếng bố thì mình lấy ác tính á thì tất cả bộ phận cơ thể đều có nó, nhưng mà mình lấy ác tính em phải hiểu mà khi hai phải hiểu là bệnh ung thư đó là không phải là bệnh không điều trị được mà là khó điều trị thôi, không nghĩa là sao là cũng có thể điều trị hết được, còn ví dụ mình lấy tăng huyết áp hoặc là bệnh suy tim mạch thì đó là những bệnh lý không điều trị được. Những người bệnh nhân bị mắc tăng huyết là phải uống thuốc giữ huyết áp suốt đời, còn những bệnh nhân ác tính nếu mà mình điều trị lấy sạch có bài khác đó thì bệnh nhân sẽ hết bệnh, mà quan trọng là làm sao lấy sạch được thôi. Từ những bệnh nhân vô với cái kia này mình sẽ thì tế bào ác tính khắp nơi trong cơ thể mình không bao giờ lấy được, vì những bệnh nhân vô về sớm nó nằm ở một vị trí thôi thì mình lấy triệt để thì khả năng có bệnh nhân là rất là cao. Đây là nhân sơ mổ cái bụng á, rồi anh đưa cái bài này mà bạn này giờ có bụng cái bụng mà chưa hỏi mình thì năm sau em nên đi qua học về bụng bốn ha, thì mấy cái thầy cô bên bụng đó sẽ đưa cái bản thống kê mới hơn, thì mục đích để đưa lên để em thấy là cái bệnh lý đó bụng thứ bốn liên quan đến cái gì thì nó cũng đứng như qua là nó có tính chất gia đình, bởi vì ai có gia đình được mẹ ha, mẹ chị gì thì nên đi tập khác đi. Rồi cái bản này thì cũng mục đích cho thấy là sao cái bệnh lý ác tính, cái này hay nói bệnh lý ác tính chứ không phải bệnh lý luôn, thì chiếm cũng tỷ lệ là thứ ba là khác, thì nếu mà khác không phải chỉ về có liên quan tới nội tiết nữa, thì
thì nó sẽ có ba liên quan tới cái triệu chứng. Hai là kích thích cái ống kính sữa đó, không có biết là dùng sữa. Đây, một cái ô, hai là tiếp dục, là đầu bố, cao bố, thì cái ngứa hay là quyền định của viêm. Còn những cái triệu chứng khác là cân, chén ăn, buồn nôn ấy, thì nó phải là trong cái vấn đề của triệu chứng của người thiếu bố, nó là một cái triệu chứng toàn thể. Thì là ở những cái bệnh nhân có khối u ác tính trong cơ thể, thì u ác tính cũng là một loại ung thư, thì nó cũng sẽ có những cái biểu hiện này. Thì khi bệnh nhân vô với những cái triệu chứng này thì mình không biết được ở đâu hết, mình sẽ làm các toàn bộ cơ thể luôn. Giờ chụp cơn chén ăn buồn nôn thì trước tiên nghĩ tới về tiêu hóa trước, nó tốt nghĩ tới vấn đề nhiễm trùng, rồi ho thì nghĩ đến về ho ho hắt ho khó thở. Còn mỗi viêm khớp thì nghĩ đến về viêm khớp và da là đường mật, cơ thể và thận nghĩ tới đường mật, rồi tế bào là nghĩ tới các hệ thần kinh. Mà đó là những gì nhiều khi tế bào ác tính quan trọng là giờ một cái tổn thương đó làm sao mà nghi ngờ ác tính. Thì đây là những cái tổn thương mà nghi ngờ nhất, sờ thấy một cái ô ở đầu vú, thứ hai là đầu vú thì kéo rõ, sau là to rút. Thì mình phải hỏi bệnh á là cái đầu vú này đó là từ lúc sinh ra nó đã như vậy rồi hay là mới gần đây. Thì nhiều khi đó bệnh nhân nó phóng sinh cái đầu vú đó nó yếu, thì càng nó yếu thì nó bị kéo rõ vô, thì cái đó là sinh lý bình thường, chứ mình không nhìn vô đó và kết luận có thể bị có ô ác tính trong đó, em hiểu không? Rồi co rút da của trẻ mắt do có ô có tính chất xâm lớn kéo nó chảy dịch. Thì lưu ý dịch ở đây là phải dịch màu đỏ, còn những cái dịch màu trắng đục mình nọ là dịch của tuyến sữa được tích tụ bên ngoài tuyến tiết ra. Còn dịch đỏ là sao? Là tại vì nó xâm lớn tổn thương mạch máu thì dịch đỏ. Đỏ da vú là biểu hiện tình trạng viêm, mà những cái khối u ác nó nằm lâu đó nó cũng sẽ bị hoại tử gây đỏ da. Mà thay đổi da cam là một cái đặc trưng của khối u nằm sát da. Rồi đây là những cái dấu hiệu nghi ngờ ác tính. Còn trên lâm sàng thực tế đó, ở mình á sợ thấy khối u mà không đau gì hết, mà bệnh nhân cũng không bao giờ đi khám hết. À, chảy dịch á bệnh nhân còn có thể đi khám hết. Còn co rút da, co rút ống vú cũng không gây có chịu bệnh nhân cũng không đi khám. Một vùng da bị đỏ thì có thể lo lắng đi khám, thay đổi da cam nhưng đâu có biết da cam là sao đâu, đi khám. Thì có hai vấn đề là chảy dịch với đỏ da thôi, mà chảy dịch phần lớn đi khám thì thấy nó ra dịch trong thôi, thì đó cũng là bình thường. Có một lại là những cái dấu hiệu nghi ngờ này thì bệnh nhân không bao giờ đi khám hết. Còn bệnh nhân đi khám chủ yếu là gì? Bị đau tuyến vú, nhưng mà ngồi đi khám đó thì phần lớn đi khám về đau tuyến vú lo lắng có thể đau kỳ kinh thì người ta chỉ đi qua kinh nguyệt, mà ngoài kỳ kinh cũng đau, mà thực sự gần như là 95% da thì là không có vấn đề gì hết. Qua một cái đối tượng thì là phải dùng môn tuyến vú thôi, mà vì mình đau cũng hơi lo lắng, không có đau không có sợ thì không phải. À, cái slide này cũng giống slide trên thôi. Ở bệnh thì không có quá phức tạp, triệu chứng cũng không có kéo dài, cũng dễ vượt qua. Cái thứ hai là hỏi sao như vậy, triệu chứng lâm sàng là thăm khám, thăm khám thì nhìn sờ rõ nghe thì đọc tiếng bú á thì không có vấn đề rõ, nghe cũng không có luôn, chỉ có nhìn sờ thăm khám sờ thôi. Mà lưu ý những cái điều này quan nhất là sao khi tới cái triệu chứng thăm với tới nhà, tại vì mình khám qua những triệu chứng đó thì sẽ dễ bị sai lầm do nội tiết tố tác động lên, từ đó mọi yếu tố có thể kích thích đau, có thể tăng sinh lên, rồi có thể mọi yếu tố sang lại khi đợi của mình cứng nhắc thì mình ở những khối u phải ngoài triệu chứng để tránh yếu tố nội tiết gây. Hai là còn viêm tiết cáo là tuổi thọ nó kém đầy đủ, mà lưu ý có một vài triệu chứng nữ, ví dụ nữ
lo lắng đến vấn đề u ác tính thì phải khám hạch, hạch chỉ có nuôi thì rất là mạnh mẽ. Thứ hai là cái cơ sở cũng được rồi. Thì mấy em học rồi thì cái thuốc đó có thể chia một cơ ha, của cái cơ hoặc là chia theo như muốn. Giờ quan sát gì như là cái hướng rồi hai cái bút lớn lớn hay không, màu sắc da bút có bị thay đổi gì hay không, da có từng thù gì hay không. Ví dụ đây quan sát mình da đỏ có hơi phù là lên, cái này là lối da cao thì rất là điểm hơn luôn ha, lối da cao không phải là cái vùng cái bút ha. Mà cái mình này là cái mình có thể là dưới thực tế đó thì cũng có, nhưng mà màu da nó không có được một cam vậy, mà cái độ phân tâm á nó sẽ mở rộng. Còn đây là cái đầu út thì cái út cho có một cơ đây nằm lên thì không có cái cơ đầu út, cái cơ đầu út có thể nhìn thấy thì nhóm đều á là mình lấy cái vốn có một cái vốn vốn chưa chắc là u của cái vốn hoặc nhiều khi là u da thôi hoặc là u mỡ, nhưng mà bạn quan hệ còn cái vốn mỡ đó thì nó chỉ nằm ở cái vốn cái vốn, nhưng nó không có nằm trong vốn vốn, nằm ở vốn mỡ trước vốn vốn. Rồi đã dừng thay đổi về cái này rồi viêm, viêm là triệu chứng của bệnh cơn nóng ở da. Rồi cái đầu bút á, túi ha, chảy máu ha, thì làm sao á, cái dịch thì khám á, mình tờ mình ẩn vô cái vùng đầu bút ha, có thể là cái dịch nó ở dưới đây mình ẩn vô mình nó chảy cái dịch ngoài cái vùng màu khác gì. Bệnh ba ghét là cái bệnh của ung thư mà rất chậm chạp biểu hiện á là cái vết loét vùng da của cái đầu bút. Rồi chui mà chủ yếu mình khám đó hai chữ thế, từ cái ngồi đến cái nằm, mà thường mình nên khám từ cái nằm cho nó dễ. Còn cái từ cái ngồi này khám thì hơi khó, thì là từ cái nằm. Còn khi nhìn rồi tới tờ thì tờ để xác định chủ yếu là gì, định cái tính chất vô thì có tính vô nào men khám không mô tả vậy tính chất nó. Nhất là vị trí, thứ hai là kích thước, thứ ba là bề mặt, thứ tư là mật độ, thứ năm là di động, thứ sáu là cái giới hạn đó không rõ, rồi thứ bảy thì tính chất khác kèm theo, ví dụ như muốn mạch máu thì nó có thể là đặt trên mặt có ăn phổi. Thì cái vú cũng vậy, thì giờ đó nhất là vị trí trong cái vú đó thì có hai cách của nó là có u nằm ở vùng tư trên đó, là người ta nghe cái đó người ta định hình được nó nằm ở vùng này, nhưng mà nó nằm cái một vùng là hơi tròn, bởi vì người ta chia ra theo cái mặt kim đồng hồ là vị trí từ 12 giờ ha, 1 giờ đến 12 giờ thì em nói u nằm ở vị trí 3 giờ đây, người ta biết được cái đường thẳng này. Rồi, một điểm là do thì hai đường thẳng giao nhau rồi đường đó, thì đường mở là mình lấy là cách tâm bao nhiêu, thì tâm thường là lấy cái đầu gối, ví dụ cách tâm 2 cm đang kẻ cái đường cách đầu gối 2 cm thì hai đường này giao nhau là cái vị trí khô. Còn nếu mà khô rất là bự chiếm nguyên vùng thì nó nằm ở vùng tư, còn khô tương đối nhỏ khoảng 1 cm thôi thì nó cái vị trí được. Rồi kích thước nếu vuông tròn thì mình dùng đường kính, đường kính khoảng 1 cm 2 cm. Còn khối u hơi bầu dục hoặc là hình vuông gì đó thì em cho thì dài từ đầu. Rồi về mặt thì láng hay là thành thùi, mặt cổ thì vẫn có 3 cái thôi ha, mà chắc và cứng, có di động di mô xung quanh hay không, rồi giới hạn em sợ giới hạn đỏ hay không, rồi các cái tiếng cán là ống vô có đau hay không. Còn khám túi hai là khám tránh bỏ sót, thì rất là nhiều cái phương pháp này khám cho mình chính xác từ ngoài vô trong, khám cho mình an khoa theo các cái mối kim đồng hồ hoặc là
thi lựa chọn là cái nào cũng được, quan trọng là cái quan sát đó thấy em không có xong thì được rồi. Khám thì cũng như khám sợ cái u khám anh cũng như khám cái giác đó mặt lòng của các ngón tay rồi thì đó không có cũng muốn của lòng bàn tay lý do không có bây giờ anh nói rồi mua cái tiếng bố đó mua ở bây giờ mua bố ở dưới bỏ nó mua bố sang lại thì mình cảm giác như là một khối u thì cái mô mỡ mà cái mô bố nó chắc cứng thì làm lỡ cái u thì khám như vậy đó có thể là có u nhưng mà đi khảo sát hình ảnh thì không thành có u thì người sẽ lo lắng là những bệnh nhân đó cũng không biết chắc khám cứ là bố bố được một cái bố mà cái có thể là có u. Thank you.
có. Rồi, nên nhớ là có U4 thường không đau, 90% trường hợp là không có đau, 90% trường hợp đau là sao? Là cái U đó bị hoại tử, không là bị nhiễm trùng, đó, không nên biểu hiện viêm sẽ đau, hoặc là có U phụ quá, chèn trong U xung quanh, thì có biểu hiện viêm máu, cục bộ hay gì đó, nên có thể đau. Cái nang U4 này là những cái không chống trong cái biến cố thôi, không như nang của cái giác gì đó thì nang thường mình sợ không có thấy, khi nào tiết dịch vô nó căng cái nang lên thì mình mới thấy được. Và đuối nè, chỉ cá nó sàn chưa thể phân biệt được của lành hay quán, dù là kinh nghiệm nhiều đi nữa nhưng mà mình chỉ qua khám lâm sàng thôi, nó chỉ là gợi ý thôi chứ không thể chắc chắn được. Vì khi mà mấy em đi lâm sàng mà chữa cái bệnh lâm sàng đó, em yêu là sở u hay là u là tính thì được mà không bị với thay đổi quét, mà khi mà bị u quét đó mình không có ghi hẳn là u uống trái ác tính, mà ghi là thay đổi u uống trái ác tính, nghĩa là sao mình nghi ngờ mình theo dõi thôi, mình phải có hợp các phương tiện tự càng khác được một ít lần. Đây là tương tác sợ hạt ha. Ở tiếng bố thì tấn cơn là một người là thùng nắp với lại hạt của mạng phía trên cơn khóe. Hai là ở mạng phùng đò, hai vị trí. Đây là thùng nắp thôi. Thì tay cũng hơi lưu thống, không chơi thùng nắp cao, chơi cao quá, căng cái vùng cơ là thì mình sẽ không có không được. Rồi, tương tác là một tay, mình đỡ xong cho mình đỡ hỏi hắt trên tay thì dễ dùng hỏi hắt. Sờ, sờ thì một cái hắt cũng mô tả là một độ để mà di động hay không. Ở đây là một hắt, một cái hắt diễn hơn. Hắt này thì rất là to, cái này không sờ, thấy không được rồi. Mình sờ để coi về mặt, chân láng thì mình thùi một độ và mình đứng như chắc. Có gì tập hay không? Có giấy hay đó hay không? Đây là cái nhóm học ha. Cái này mình đang học đây, mình đang học rồi. Đi tìm hỏi hạt số 1 là 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 hạt số 1. Mà cái đó là cái hỏi biết thôi, đó là kiểm tra cơ bản nhất. Còn đi tìm đó là kiểm tra để dùng dễ quá cái chỗ đâu một là một làm để thi được, thi là sinh viên minh thì phải có tình huống rồi men khám thì nhóm hạch nào đó thì dựa vào và có nhóm hạch những cái giai đoạn cũng như là ta phải biết hiểu phải tổng hợp thi được chứ. Thi cái này là thi kêu ép thì anh cũng ra mấy cái câu trắc nghiệm hỏi kiến thức tâm á, phải có tình huống đó. Được đây phải. Rồi cái này khám mặt qua cái em coi cái ví dụ em hiểu không? Đây là một cái clip khám mặt của mình mà lưu ý cái này phải khám mặt tối đa luôn, có nghĩa là bên trái có ô khám mặt cùng bên trái, khám bên phải không có ô rồi khám bên phải không có là không được. Nhiều khi á nó không có di căn, nhiều khi nó không có u bên phải mà nó sẽ có quá lớn thì đứa gái nó di căn thẳng, bụng nó di căn thẳng có thể di căn thẳng tối bên, nó sẽ bị dạng phải thăm khám mặt bụng tối bên luôn là sờ cái hạt ở bụng tối đo ở bụng mắt tối bên. Đây là hai vị trí có mặt trước phương phòng độ để lại đau không đau. Đây là vị trí nhất là thằng cứng, thứ hai là thường không đau, nó ba là việc lập với các khác, thường những cái hạt mà viêm thì nó nổi hai ba lần, nếu mà bị nhiễm lao đó thì thường là người ta gọi là trừng, là những cái hạt đó nó đối với nhau, còn hạt cứng á thường nó đầu lập nó chậm chín lắm.
đi mua không bằng cái gì không cũng rất chi đạo. Đây là cái slide này để Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ta kêu anh phòng ta tất giá là có tô người ta thì gọi là đi đá không và đi đá một là có gì đó còn đi đá hai có nghĩa là có tô ba là tô này là nó thì rõ là cái tính chất không cho nó lâu làm được bờ đá tô và nếu mà thấy mà qua đánh giá là có tô đi đá bốn là nghi ngờ kiểm tính rồi và từ cái bốn trở lên là mình phải làm tiếp. Thì chỉ qua cái slide này mấy em trong này là tham khảo. Đây, đây là bờ tròn đều, đây là bờ không đều ha, thì các bạn thấy nó ngô ra nó lõm vô ha, bờ không đều còn này tròn đều. Hạ lên cái khối u là này, còn cái u là hạ lên cái này là nghi ngờ u này. Đây là cái cách chụp nó phải kẻ con cái chú chi tiết chiếu qua thì ở nước ngoài đó như là phát này chiếu tiết là có không lớn rồi hai là kẻ thì nó sẽ gây đau và chiếu qua là làm cái đầu giò là không đau ba là nước ngoài con cái chú và nước ngoài nó phát triển kẻ đầu giò ngang nó là ép là không thấy gì hết thì hiệu quả nó cao hơn nhưng mà chiếu qua nghi ngờ thì mình làm thêm nước ngoài đây là mảng tuyệt lên ha thì qua mảng đó thì trong chiếc quay đó thì thấy một khối u và nó có làm bổ không và khối u nó là các tính là nó có làm canxi và nó tăng sinh được cái mảng máu thì khối u qua mảng hàng hóa này nó có lắng động canxi cho nó không rồi cái này là bị cái hỏng của rồi mảng hàng quả đó thì em phải nhìn em mới nắm được và đưa ra em biết là cái chuyên này là biết là việc của quả mục đích thứ hai là để thôi để đọc thì phải học về để khách hàng được rồi đây nữa là tuyến tượng em quen tức là những cái đó là u đã có tuyến sữa thì chú ông thấy có u thì mà cũng thấy có u mà cũng có biết được nó sao mình biết được là có u tháng nào đâu không thì người ta có chút tiếng sữa là người ta bơm cái chất sẽ quen vô cái đầu vú đó vô cái ống tiếng sữa còn không người ta giật thì cái mặt cảm quan như em tôi máu gì đó thì có những cái u trong ống tiếng sữa nó vú ra thì em sẽ thấy biết được đó nghi ngờ thì cái phương pháp này thứ nhất là mình tiêm cái chất hỏng hóa vô là gì là đưa vi khuẩn vô thì những chuột thường viêm ha hai là chuột tiến sữa có miệng quen mà nếu biết được thì vậy có thể sẽ thì nó là một cơ nó làm nhiều điều sạch hơn thì ở Việt Nam mình gần như là không có làm cái can thiệp này chủ yếu là siêu âm tiến hóa thôi cái này tính chất rất lớn và giá trị lâm sàng nó cũng không có cao ba là nó kinh tế đây là nám ha, chụp cho thì ví dụ có một cái khối u ở trong ống tiến sữa thì khi cứu của này nó sẽ bị viêm thôi, như là khối u ở ống tiến sữa. Đây là cháu viêm ha, như đây có một cái vùng này ha, như là khối u ở đây. Rồi sau khi thì cũng giống như là tiếp tục cũng gác qua nằm vào cái vùng tôm của bạn tế bào ra thì tính tiến độ là sao mình học á chọn cái này là lấy tế bào thì nó sẽ đi ở đâu hay là làm thôi chứ không chắc chắn được tại vì một tế bào không nói được mình đang cũng có được cái mô học là mình nhóm tế bào thì mình nhóm tế bào thì phải dùng cái tiến độ có nghĩa cái tim này cũng có cái tiến độ làm vô thì đọc cái tế bào của người ta thì không
kiếm giáp á, mình phải làm bỏ cái bỏ ra các khu luôn, tại vì nó rất là khó. Cái bú á thì dễ ha, đặt da trên đây bố có vô hai cái khu các khu là chú nhắc lỗ lại mua bú á, còn cho nó còn mua cái giáp áo mà mình tập cái lỗ đó để bị máu á, chẳng phải cầm xuống đây là mổ sinh thiết thì đặt da hai cái khu ha, các khu còn khu còn lại các khu khu. Xin biết bạn sao là mình mổ cục mô ra và mình đi xét nghiệm liền, mình đảm bảo được xét nghiệm để kết quả trong vòng một tiếng mình không có kẹo. Nhưng mà xin bạn để ý, ví dụ là cái khối u mãn tính mình đọc kim MRI mình có cái bài gọi là viêm đường mãn tính, thì về nguyên tắc ung thư á là mình phải lấy động mô xung quanh các cục mô, em hiểu không? Em hay đã nói rồi, giá trị 90% thôi. Giờ mà cái hôm nay bị cắt đến rồi mình đi cắt như thế bố thì không có được, tại vì mới có đề xuất là sẽ cố gắng cắt một phần của chúng ta và kiếm sao cả kết quả, nếu mà kết quả bình thường thì thôi không làm nữa, mình chờ kết quả để bổ thường để làm một phần trả lời. Còn nếu sức chất làm ra là cắt tính thì đó là mô hấp thì con mình mới cắt khỏi đang ngủ luôn. Thank you.
trang là gia đình ổn, mình đã cũng có ô bố mà có cái tổn thương cổ di căn có là màu đỏ, hoặc là có cái ô ở trực tràng nhưng mà có cái tổn thương trên gan thì cái đó là màu một. Rồi màu một là dễ rồi ha. Còn em mà không thì nó thuộc về ba nhóm còn lại. Thì ba nhóm còn lại thì theo tới cái hạch ha, nếu mà không có hạch là nó về đề một, còn bắt đầu có hạch là về đề hai. Thì thank you.